Chương 341, không biết ông đang nhắc đến câu nào. Vương Gia Kỳ nói tiếp, nhưng đáng tiếc, người trong nhà không muốn để tôi đi. Lê Văn Vân thầm nghĩ trong lòng, nhà họ Vương này cũng coi như một gia đình giàu có chân chính đang ở ẩn. Xét từ một góc độ nào đó thì bọn họ cũng thuộc về thế giới ngầm, họ có võ đạo được lưu truyền riêng cho mình, con cháu trong nhà đều có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ hòa bình ở trong này thành phố này, quả thực không cần phải để con gái mình mạo hiểm trở thành người gác đêm anh vẫn chưa nói cho tôi biết số của anh là bao nhiêu đấy Vương Giai Kỳ hỏi tôi không có số thứ tự Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói si không muốn nói thì thôi còn gà tôi làm gì chứ Vương Giai Kỳ chừng mắt nhìn anh đúng lúc này thang máy đã lên đến Vương Giai Kỳ hừ một tiếng rồi chạy ra ngoài nói yên tâm đi tôi sẽ không hỏi nữa tôi biết quy tắc của người gác đêm các anh mà cô ta vừa nói xong thì đã chạy ra ngoài Lê Văn Vân đi theo cô ta tới trước cửa, trong lúc Vương Giai Kỳ mở cửa thì Lê Văn Vân suy nghĩ một chút, trước khi người bảo vệ của Vương Giai Kỳ đến, anh quyết định sẽ ở lại bên cạnh ta để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lê Văn Vân đi theo cô ta vào phòng, Vương Giai Kỳ rất tò mò nên gặng hỏi Lê Văn Vân về những chuyện cả người gác đêm, vì cô ta đã biết một số chuyện nên Lê Văn Vân cũng chọn ra một vài thứ có thể nói mà huyên thuyên với cô ta một lát, chuyện này khiến cho hai mắt của Vương Giai Kỳ đều sáng lên. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên từ hơi đi lao lúc trước bước vào phòng, lúc nhìn thấy Vương Gia Kỳ và Lê Văn Vân ngồi chung một chỗ thì hơi ngẩn người, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo nhìn về phía Lê Văn Vân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. "Chú, Vương Gia Kỳ nhìn thấy người đàn ông trung niên thì lên tiếng gọi, "Chú Lâm, đây là người hàng xóm mà lúc trước cháu đã từng nhắc tới với chú Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, đây là chú của tôi, Lâm Bình." chào chú người đàn ông trung niên nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn lê văn vân sau đó nhíu mày nói giai kỳ đừng tùy tiện đưa con trai về nhà bố mẹ cháu mà biết là cháu đấy được rồi cháu biết rồi mà vương giai kỳ chu chu mỏ nói có lẽ là sợ lâm bình sẽ lo lắng nên cô ta không nói chuyện mình bị tập kích tất nhiên cũng không nói tới chuyện người gác đêm lê văn vân lúc nãy khi còn ở trong nhà xe dưới tầng hầm vào lúc đối mặt với nguy hiểm cô ta đã sẵn sàng hy sinh bản thân để tranh thủ thời gian cho Lê Văn Vân chạy trốn, bởi vậy thiện cảm của Lê Văn Vân đối với cô ta cũng tăng lên rất nhiều. Anh đứng dậy cười nói, vậy tôi về trước đây, chúc hành trình ngày mai của cô sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Giai Kỳ gật đầu nói, sau này nếu anh có đến Yến Kinh chơi thì nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tiếp đại anh. chương 342, địch, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? lúc anh trở về nhà của phạm nhược tuyết thì phạm nhược tuyết và lý tiểu u đã trở về rồi lê văn vân ngạc nhiên hỏi nhanh vậy sao tôi trực tiếp liên lạc với đám người tần quốc thành và những người khác chắc bây giờ bọn họ đã ở lâm hải rồi phạm nhược tuyết nói sau đó quay sang nhìn lê văn vân rồi hỏi ngày mai tôi và tiểu u sẽ đi cùng chuyến bay với vương giai kỳ tới yến kinh anh cũng nên mau chóng xử lý cho xong những vấn đề ở bên này đi một khi đã đến yến kinh thì không chỉ có chuyện của vương giai kỳ đâu phía trên cũng sẽ giao thêm các nhiệm vụ khác nữa đấy. Nhiệm vụ gì? Lê Văn Vân hỏi. Khi nào đến Yến Kinh tôi sẽ nói cho anh biết, Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm nói, ngoài ra, tất cả các tin tức liên quan đến anh trên các diễn đàn tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh xóa sạch, sau khi đến Yến Kinh thì thân phận của anh là nhân viên bình thường ở một công ty. Không phải chứ? Lê Văn Vân trách móc, chẳng lẽ cô muốn tôi ngày nào cũng phải đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều mới được về sao? chỉ bố trí cho có hình thức thôi, anh có đi muộn về sớm thì cũng chẳng có ai xử lý anh. Phạm Nhược Tuyết nói nhỏ, hơn nữa ở công ty kia. Anh cũng có 20% công ty cổ phần đấy. Ồ, Lê Văn Vân sờ mũi sau đó nói, được thôi, các cô thu xếp rồi giao nhiệm vụ cho tôi, sau đó đưa danh sách tất cả các nhân viên của Hồng Nguyệt ở Yến Kinh, cũng như những thành viên của tổ chức đã ra tay lúc trước cho tôi, tôi sẽ làm thịt từng người một đến lúc đó sẽ thu xếp rồi giao cho anh, Phạm Nhược Tuyết nở một nụ cười lạnh lùng, hiện tại các tổ chức ngầm này ngày càng hoạt động thường xuyên, đã đến lúc phải cho bọn họ một hồi chuông cảnh tỉnh rồi. Cô nói xong thì xoay người nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi, tận dụng khoảng thời gian dưỡng thương cho số 2 này, anh cố gắng giải quyết hết tất cả những việc còn sót lại ở đây đi. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết rồi, à quên nữa, bây giờ thì kỳ thế nào rồi? Đã hồi phục được một phần, Hiện tại chỉ có thể xuống giường đi lại trong một thời gian ngắn, nhưng khả năng hồi phục của cô ấy rất mạnh, tôi nghĩ khoảng chừng 10 ngày nữa cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn." Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Sau khi trò chuyện một lát, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U lập tức thu dọn đồ đạc, bởi vì ngày mai phải lên đường nên hai người bọn họ cũng không đi ra ngoài trực đêm. Trong thời gian bọn họ thu dọn đồ đạc thì Lê Văn Vân đi đến phòng bệnh của Hoàng Thi Kỳ một lúc sau đó mới trở về tắm rửa lên giường đi ngủ. Dạng sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân bị một cuộc gọi đến đánh thức vào lúc 10 giờ sáng, là Lôi Bân gọi tới. Alo, Lê Văn Vân nhận cuộc gọi rồi lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu đến công ty một chuyến đi, Lôi Bân nói cậu và cái cô Tần Tuyết Nhi kia đã xảy ra chuyện gì vậy, cô ta dẫn người xông vào công ty của chúng ta kia kia. Dẫn người đến, dẫn ai, ông không biết đuổi thẳng cổ bọn họ sao? Lê Văn Vân không còn lời nào để nói. Đuổi thẳng cổ, e rằng không được đâu. Lôi bân sờ sờ mũi nói, cậu qua đây đi rồi biết. Lôi bân nói xong liền cúp máy. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, bản tin bán nghi nhìn điện thoại sau đó bỏ dậy khỏi giường, đi tới phòng bệnh của Hoàng Thị Kỳ nhìn qua một chút, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, anh đỡ tôi dậy đi, tôi muốn xem chương trình truyền hình một lát, Hoàng Thị Kỳ nói, hơn nữa. Tôi có hơi đói bụng rồi. Lê Văn Vân ngẩn người. Anh ôm Hoàng Thi Kỳ đặt lên ghế sofa, bật tivi cho cô ta rồi đi xuống siêu thị ở dưới lầu mua cho cô ta một đống lớn đồ ăn. Sau khi rửa mặt qua loa thì anh chạy tới tập đoàn hãn. Top chuyện hay nhất. Cự Long thức tỉnh đệ nhất kiếm thần lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý rể quý trời cho xà đại nhân Vương Phi bướng bỉnh là thần y nghịch tập. Sủng nhanh còn kịp chàng rể quyền thế chiến lang ở rể tham gia Facebook group để đọc sớm nhất chương 343, bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới đó. Giao diện vừa mới mở đã xuất hiện một loạt tin nhắn, anh ta mở tin đầu tiên ra, có một người. Đã gửi cho anh ta hơn 10 tin nhắn cộng thêm một cái video. Má, Tạ Vân, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hôm qua uống say thiệt hả? Chuyện cậu say rượu rồi đi tiểu ra ngoài cửa sổ hôm qua đã bị một người đang phát sóng trực tiếp quay lại rồi tung lên mạng kia. Tạ Vân nghe vậy thì trái tim trong ngực liền đập dữ dội, sau đó mở video ra xem, quả nhiên đây chính là đoạn video quay lại toàn cảnh anh ta đang say xỉn. Đầu anh ta bắt đầu nóng lên, tiếp tục mở video thứ hai ra xem, video thứ hai là do những người ăn ở hơi đi lao quay lại. Lúc anh ta nghe thấy câu cuối cùng mà mình nói, cho dù hôm nay thiên vương lão tử có tới thì tôi cũng phải ở lại đây cho bằng được cả người anh ta gần sụp đổ. Anh ta run rẩy mở Weibo trên điện thoại ra, ở dưới Weibo của anh ta đã có hơn 30. Nhìn lượt bình luận, đứng đầu bảng tìm kiếm là tìm kiếm liên quan tới biệt danh mà anh ta vừa được gán cho. Vua bắn nước tiểu mạnh nhất. Tạ Vân nhìn một đống người bình luận chế nhạo mình trên Weibo thì vẻ mặt dần dần mất khống chế. AAA. Anh ta nhịn không được mà hét lên một tiếng đầy thảm thiết, "Lê Văn Vân, tôi sẽ không để yên cho anh đâu." Đương nhiên Lê Văn Vân không biết chuyện Tạ Vân bị phong làm vua bắn nước tiểu mạnh nhất, vì lúc này anh đang lái xe đến tập đoàn Hán Vũ rồi nhanh chóng bước vào công ty. Không lâu sau đã nhìn thấy Lôi Bân đang đứng ở trên lầu nên vội hỏi, rốt cuộc là ai vậy? Thái tử của ngân hàng Tân Hải, Hoàng gia ra đến đấy. Lôi Bân nói thầm, anh cũng biết đó, ông Hoàng thương đứa cháu này của ông ta nhất, anh ta đích thân đưa Tần Tuyết Nhi đến đây nên tôi cũng không tiện nói gì nhiều. Lê Văn Vân nhướng mày, người đứng sau ngân hàng Tân Hải tên là Hoàng Tông Thực, nói cách khác, người mà Lôi Bân đang nhắc đến chính là ông Hoàng này. Mặc dù ngân hàng Tân Hải có nguồn tài chính cực kỳ khổng lồ, nhưng con người Hoàng Tông Thực lại vô cùng kín tiếng. Trong đám thế gia vọng tộc bọn họ, Lê Văn Vân chỉ biết ba người trong số đó là Hoàng Tông Thực, Hoàng Lượng và cháu gái của Hoàng Tông Thực là Hoàng Hân, còn những người khác thì anh không biết quá rõ. Vậy có nghĩa là Tần Tuyết Nhi và họ có quan hệ với nhau à? Lê Văn Vân hỏi rõ ràng thế còn gì, nhất định là Tần Tuyết Nhi này đã nhận tiền từ Hoàng Gia Gia nên mới ra tay bợ đỡ Hoàng Gia Gia như vậy. Lôi Bân nói, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, xem ra ông già Hoàng Tông thực này giáo dục con cháu không tốt gì cả, lại để nó coi trọng loại phụ nữ giả tạo như Tần Tuyết Nhi. Tên này chắc cũng là một tên ăn chơi chắc táng đây mà, vậy cứ để tôi giúp ông Hoàng dạy dỗ anh ta một chút. Khóe miệng Lôi Bân có hơi co giật. Có lẽ chỉ có Lê Văn Vân mới dám nói ra những lời như vậy chương 344, dừng tay. Hoàng gia ra lên tiếng chế nhạo, sau đó hoàn toàn không để ý đến lời nói của lôi bân, vất vất tay về phía sau nói, ra tay đánh trước một trận đi, những chuyện khác từ từ rồi nói sau. Dáng vẻ của anh ta hết sức phách lối, sắc mặt của lôi bân hơi thay đổi. Lúc này Lê Văn Vân mới bật cười rồi đứng lên nhìn về phía Tân Tuyết Nhi, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra thật sự phải giúp ông già Hoàng Tông thực dậy dỗ đứa cháu trai này của ông ta một chút mới được rồi nghe lê văn vân nói vậy thì hoàng gia ra có hơi sửng sốt sau đó trên mặt anh ta đầy vẻ giận dữ nói lại anh dám gọi thẳng tên ông nội tôi hả lê văn vân sờ sờ mũi anh cười híp mắt nhìn hoàng gia ra hỏi ngược lại vậy cậu nói xem lần này cậu đến đây làm gì hoàng gia ra tháo kính dâm xuống liếc mắt nhìn lê văn vân sau đó nói rất đơn giản hợp đồng quảng cáo kia vẫn phải tiếp tục bộ phim điện ảnh do các anh đầu tư kia cũng phải tiếp tục còn anh cút ra khỏi tập đoàn hãn vũ sau đó bị tội tìm người đến dạy dỗ một trận đương nhiên vừa nãy anh dám gọi thẳng tên ông nội tôi cộng với việc nói năng ngông cuồng trước mặt tôi nên tôi dự định sẽ cho anh phải nằm bệnh viện hai tháng hoàng gia gia nói tân tuyết nhi ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nhìn lê văn vân nói lê văn vân không phải hôm qua anh giỏi lắm sao lôi bân lên tiếng cười nhạo hoàng gia gia cậu quá coi trọng chính mình rồi để tôi nói cho cậu biết người phụ nữ này là loại người thế nào vẻ mặt của Tần Tuyết Nhi chợt biến sắc, sau đó quay sang nũng nịu với Hoàng Gia Gia, anh Gia Gia. Hoàng Gia Gia tức giận chừng mắt nhìn Lôi Bân hỏi, Chủ tịch Lôi, ông không phải không biết cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu tôi không đến Lâm Hải thì tôi sẽ chẳng ngờ được cô ấy lại bị các ông bắt nạt như vậy rồi. Ông tin chỉ cần tôi nói với ông nội tôi nói một tiếng thì ông nội tôi sẽ lập tức dừng việc trợ giúp ông, mà ngược lại sẽ quay sang trợ giúp cho nhà họ Lê không? Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, có thể cô ta là người phụ nữ của rất nhiều người đấy. Nhóc con, anh đang nói cái gì đó? Hoàng gia ra mặt mũi xanh mét nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, các anh còn trần chờ gì nữa, màu đánh cho tôi. Để tôi xem ai dám ra tay, lôi bần cười lạnh một tiếng nói. Lê Văn Vân xua tay nói ai, quả nhiên ông già Hoàng Tông thực này không giỏi dạy dỗ con cháu cho lắm, không ngờ nhà họ Hoàng lại sinh ra một đứa cháu thích phá của nhà cậu, gia đình các cậu có rất nhiều tiền, cho dù thất bại một chút cũng không đáng là gì, nhưng cậu lại đi thích cái loại giả tạo như Tân Tuyết Nhi thật sự khiến tôi rất thất vọng đó, hôm nay tôi phải thay mặt Hoàng Tông thực dạy cho cậu một bài học nhớ đời mới được. Anh vừa nói vừa xài bước tiến về phía trước, chân của Hoàng Gia Gia vẫn còn gác ở trên bàn, chưa kịp phản ứng lại đã bị Lê Văn Vân túm lấy trực tiếp lôi cả người anh ta xuống khỏi ghế. chương 345 Hoàng gia gia bị đánh đến mức lăn lộn không ngừng khiến Tần Tuyết Nhi cũng sợ đến ngây người. Đây chính là Hoàng gia gia, là thái tử của ngân hàng Tân Hải, cho dù có ngước mắt nhìn ra thế giới thì e rằng anh ta cũng là một trong những người giàu nhất. Hiện tại Lê Văn Vân lại dám thật sự ra tay với anh ta, mặc dù cô ta chỉ ngồi yên đó không hề bị đánh nhưng trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi. Cô ta phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về Lê Văn Vân, rốt cuộc thì anh là ai chứ? Cô ta cứ nghĩ Lê Văn Vân chỉ có quan hệ không mấy thân thiết với Lôi Bân thôi, nên mới cho rằng Hoàng Gia Gia nhất định có thể đối phó được Lôi Bân. Nhưng bây giờ, cả Lê Văn Vân và Lôi Bán đều không thèm chừa chút mặt mũi nào cho Hoàng Gia Gia, hơn nữa, hình như Lê Văn Vân còn biết ông chủ thật sự đứng phía sau ngân hàng Tân Hải là ông nội của Hoàng Gia Gia, hoàng tông thực rồi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho cô ta cảm thấy da đầu của mình có hơi tê dại. Nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta có thể thay thế Lưu Giai là nhờ Hoàng Gia Gia làm tư bản chống lưng cho cô ta, anh ta không hề tiếc tiền mà nâng đỡ cô ta. Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi. Hoàng Gia Gia bị đánh dữ dội một hồi thì chịu không nổi nữa, thật sự quá đau đớn. Lê Văn Vân vẫn mặc kệ đá thêm vài cước nữa mới cười híp mắt mà nhìn Hoàng Gia Gia, sau đó nhìn về phía Tần Tuyết Nhi ở bên cạnh nói, cậu trông chừng cho tốt phụ nữ giả tạo này của cậu đi, chuyện của Lưu Giai là thế nào thì trong lòng cô ta tự rõ, ở bên ngoài thì tỏ vẻ như mình ngây thơ vô tội nhưng lại chứa đầy mưu đồ xấu xa ở trong bụng. Lần trước tôi không muốn để ý đến cô nên chỉ dạy dỗ cô một chút, không ngờ cô lại mau quên như vậy, hơn nữa bây giờ còn chủ động chạy đến chịu chết. Nghe những lời mà Lê Văn Vân nói, mặt của Tần Tuyết Nhi đột nhiên biến sắc. Sau đó Lê Văn Vân lấy điện thoại di động của mình ra tìm số của Hoàng Lượng rồi bấm gọi, điện thoại được kết nối rất nhanh, Hoàng Lượng hỏi, Lê Văn Vân, có chuyện gì vậy? Gửi số điện thoại của ông già nhà các anh qua cho tôi, tôi có chút chuyện cần tìm ông ấy. Lê Văn Vân nói, tôi sẽ gửi ngay, Hoàng Lượng vội vàng gật đầu. Vừa mới cúp điện thoại không bao lâu đã có một tin nhắn được gửi đến, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Hoàng Gia Gia sau đó anh lập tức gọi đến số của Hoàng Tông Thực. Alo, một lúc lâu sau ở bên đầu bên kia mới vang lên giọng nói uy nghiêm, xin hỏi cậu là. Ai, là tôi, Lê Văn Vân, Lê Văn Vận cười một tiếng mới nói, ông Hoàng, dạo gần đây cơ thể có khỏe không? Khỏe lắm, khỏe lắm, ba năm nay cậu cũng không thèm liên lạc với tôi gì cả, cậu đã làm gì vậy? Giọng điệu của Hoàng Tông thực rõ ràng đang rất phấn khích. À, ông cụ, nếu ông muốn ôn chuyện cũ thì đợi khi nào tôi đến Yến Kinh rồi hãng nói luôn. Một thể, tôi gọi điện cho ông chủ yếu là muốn nói với ông một chuyện. Lê Văn Vân nói tiếp, Hoàng Gia Gia là cháu trai của ông đúng không? Hoàng Tông thực gật đầu một cái rồi mới nói, đúng vậy, có chuyện gì sao? Lê Văn Vân nói sơ về chuyện vụ tai nạn xe của Tần Tuyết Nhi một lần trước, sau đó anh mới bắt đầu thuật lại một cách chi tiết. Đánh tốt lắm, đảng đánh, Hoàng Tông thục mắng, bình thường tôi không thể dạy dỗ nó tử tế, nó được mẹ nó chiều hư nên lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi chắc táng, cậu đưa điện thoại cho nó đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 346 Sau khi nói chuyện với Hoàng gia Gia xong, Hoàng Tông Thực mới lên tiếng lần nữa, Lê Văn Vân, lúc nào rảnh nhớ đến Yến Kinh chơi một lát, Hoàng Hân cũng hay nhắc tới cậu đấy. Một thời gian nữa tôi sẽ đến, tới lúc đó sẽ liên lạc lại với ông. Lê Văn Vân cười nói, vậy tôi cúp máy trước, tiếp theo phải giải quyết chuyện ở đây trước. Lê Văn Vân nói xong thì cúp điện thoại, sau đó buông Hoàng gia Gia ra, vừa cười híp mắt vừa kéo một cái ghế ngồi xuống lôi bần cũng nở một nụ cười rồi kéo ghế ngồi xuống ông ta nở một nụ cười như có như không nhìn về phía hoàng gia gia lúc này hoàng gia gia rất xấu hổ anh ta chịu đựng cơ thể đau nhức bước đến trước mặt lê văn vân sau đó chân thành nói lê văn vân xin lỗi thật sự rất xin lỗi anh tôi không biết anh chính là người đã cứu ông nội và chị của tôi nếu như biết thì tôi chắc chắn sẽ không dám đối xử với anh như vậy đâu xin anh hãy tha thứ cho tôi thái độ của anh ta xem ra rất chân thành, dường như ngoại trừ dáng vẻ quần là áo lụa ở bên ngoài thì tên nhóc này vẫn rất tôn kính những người thân trong gia đình mình. Sau đó Lê Văn Vân lại mỉm cười nhìn về phía Tân Tuyết Nhi đang ngồi cách đó không xa, Tân Tuyết Nhi bắt gặp ánh mắt của Lê Văn Vân thì toàn thân đều trở nên run rẩy, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Hoàng gia gia cũng coi như một cậu ấm thích ăn chơi chắc táng, nhưng tuyệt đối không phải là loại người thối nát trong trong xương tủy, tính ra thì anh ta vẫn khá có hiểu, thái độ đối với gia đình cũng như rất tốt. Anh ta yêu thích các ngôi sao nữ cho nên đã thành lập công ty giải trí do mình quản lý, trong công ty của anh ta có không ít tên tuổi lớn của làng giải trí. Còn Tần Tuyết Nhi là người trực thuộc công ty, đồng thời bây giờ cũng là cái tên hàng đầu của công ty bọn họ rồi. Nếu nói thẳng ra thì Tần Tuyết Nhi dựa vào sự nâng đỡ của Hoàng Gia Gia mới có địa vị như ngày hôm nay, bây giờ cô ta đã đắc tội Lê Văn Vân, vừa rồi còn chứng kiến cảnh hoàng gia gia bị Lê Văn Vân đánh đập tàn nhẫn như vậy vẫn phải cúi đầu nói xin lỗi. Hiện tại chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt Lê Văn Vân thôi cũng đã đủ khiến ra đầu của Tân Tuyết Nhi thấy tế dại. Mặc dù Lê Văn Vân không nói gì, nhưng cô ta lại cảm thấy bản thân. Sắp lạnh sống rồi. Cái gọi là ngôi sao nổi tiếng khi đứng trước mặt tư bản chân chính thì căn bản không đáng nhắc tới. Đặc biệt là cái loại không có tác phẩm tiêu biểu chỉ toàn dựa vào việc thổi phồng hình ảnh để nâng thành ngôi sao lưu lượng như Tần Tuyết Nhi, Chú ý tới sắc mặt Lê Văn Vân nên trên mặt của Hoàng Gia Gia cũng thoáng hiện lên một tia xoắn suýt, có thể thấy được anh chàng này thật sự rất thích Tần Tuyết Nhi. Nếu không tính tính cách của Tần Tuyết Nhi, chỉ xét về ngoại hình thì quả thật nhan sắc của cô ta cũng thuộc hàng cực phẩm. Anh Vân, lúc này, cách xưng hồ của Hoàng Gia Gia với Lê Văn Vân cũng thay đổi, dường như anh ta đã hạ quyết tâm chuyện gì đó rồi mới nói. Anh Vân, thế này đi, tôi sẽ bảo công ty chúng tôi chấm dứt hợp đồng với Tần Tuyết Nhi sau đó cũng không quan tâm tới cô ta nữa còn sau này cô ta có ký hợp đồng với ai đi nữa thì tôi cũng sẽ không nhúng đi vào anh thấy sao sắc mặt của tần tuyết nhi khẽ thay đổi chấm dứt hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc cô ta sẽ mất kim chủ lớn nhất của mình trước khi tìm được kim chủ khác thì sự nghiệp của cô ta trượt dốc không phanh là điều không thể tránh khỏi mạng lưới quan hệ của hoàng gia ra ở nơi nào thì có thể nói nguồn lực của cô ta sẽ cuồn cuộn không ngừng ở nơi đó chương 347, Diêu Thịnh. Khi nghe thấy lời này Hoàng Gia Gia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn sắc mặt của Tân Tuyết Nhi thì mang đầy vẻ sầu thảm. Lôi bân nhìn thoáng qua Hoàng Gia Gia một chút, sau đó đi theo Lê Văn Vân hỏi, đúng rồi, bộ phim điện ảnh kia không cần tới Tân Tuyết Nhi nữa. Hôm qua đạo diễn phim đã liên lạc với tôi để hỏi xem tôi có muốn giao cho ngôi sao nữ nào khác không đấy. Cậu có thích ngôi sao nữ nào không? Lê Văn Vân hơi ngẩn người, sau đó thuận miệng nói, ông biết cô gái tên Lưu Giai kia chứ? Ông giới thiệu với bên kia để bọn họ nhìn thử một chút, xem có vai nào thích hợp với cô ta không? Được rồi, tôi sẽ thu xếp, Lôi Bân nói. Tần Tuyết Nhi ở phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện của Lê Văn Vân và Lôi Bân nên sắc mặt cô ta cũng thay đổi theo. Tần Tuyết Nhi cũng bởi vì một lần có thể chờ mình mà cô ta có thể sẽ vĩnh viễn chìm vào đáy vực, nhất thời trong lòng cô ta tràn đầy phiền muộn. Anh ra ra, cô ta dùng giọng điệu nũng nịu nhìn về phía hoàng gia gia hoàng gia gia nhíu mày nói khi không em lại đi chọc người không nên chọc chuyện này cũng không thể trách anh được cuộc điện thoại vừa rồi em cũng nghe rồi đó anh không thể bảo vệ em nữa em tự cầu phúc đi mặc dù anh ta vẫn có chút luyến tiếc nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó bên cạnh anh ta cũng không thiếu các ngôi sao nữ không có tân tuyết nhi thì vẫn còn người tiếp theo lê văn vân cũng không có hứng thú với việc hoàng gia gia sẽ làm gì tiếp theo nhưng anh cảm thấy rất thích thú khi nhìn thấy loại người như Tân Tuyết Nhi rất xuống đài. Sau khi tạm biệt Lôi Bân, anh dự định sẽ về nhà. Bây giờ Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã đi rồi, hiện tại tình trạng vết thương của số 2 vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đương nhiên anh phải chú ý chăm sóc cô ta mới được. Trên thực tế, ở Lâm Hải cũng không có chuyện gì cần anh xử lý, chuyện của nhà họ Lê đã xử lý gần hết rồi. Tất nhiên là sản nghiệp của nhà họ Lê rất lớn cho dù bọn họ đã không ngừng thu hẹp phạm vi hoạt động nhưng muốn nó phá sản hoàn toàn thì vẫn là chuyện rất khó có thể xảy ra, tuy nhiên, nếu chỉ khiến nó đổ nát thôi thì lại là chuyện khác. Sau khi cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính từ nhà họ vưu cho Hồng Nguyệt, con đường mà bọn họ đi cũng sẽ trở nên lạnh lẽo thôi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này nhà họ Bạch đã nuốt không ít sản nghiệp của nhà họ Lê để củng cố địa vị của mình rồi. Đương nhiên, Diệp Kỳ vẫn là một Diệp Kỳ thích coi thường Lê Văn Vân. Khương Vĩ cũng đã nói với gia đình là mình được công ty cử đi vùng khác để công tác. Nếu không có gì bất ngờ thì anh ta và Ngô Nhiêu sẽ gia nhập người gác đêm. Đồng thời Trần Hiểu Nguyệt sẽ rời đi cùng lúc. Trần Hiểu Nguyệt vẫn luôn lén lút tiếp nhận bài kiểm tra của người gác đêm. Bài đánh giá này chủ yếu xét về khả năng bền bỉ dẻo dai. Người gác đêm thật sự rất cực khổ. Đối với con gái thì càng khó khăn hơn rất nhiều. Người bình thường quả thật sẽ không chịu được. Đàn ông một khi không chịu được còn có thể xảy ra đánh nhau. Đối với Lê Văn Vân mà nói, tất cả mọi thứ ở Lâm Hải Dường như đang trở lại yên bình vốn có, nhưng ẩn dưới sự bình yên này chính là mạch nước ngầm đang không ngừng chảy xiết. Nhưng anh không biết, Tân Quốc Thành và tiểu đội của anh ta sẽ ở lại đây bảo vệ sự yên bình ở nơi này. Anh bắt taxi đi đến tiểu khu, sau đó đi tham quan khu vực xung quanh của tiểu khu một vòng rồi bắt đầu chuẩn bữa bữa ăn cho gần 10 người. Cũng không còn cách nào khác, bởi vì sức ăn của Hoàng Thi Kỳ rất lớn, cho dù cô ta đang bị thương nặng nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của cô ta. Lúc về đến nhà, Hoàng thị Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem TV, câu đầu tiên mà cô ta nói khi nhìn thấy Lê Văn Vân là tôi lại đói bụng rồi. Lê Văn Vân bất đắc dĩ đặt những thứ đã mua lên bàn cho cô ta, sau đó mở từng món một ra, Hoàng thị Kỳ mới hài lòng nở nụ cười. Cùng lúc này tại một tiểu khu ở thành phố Lâm Hải, một căn hộ hai phòng ngủ được trang trí tương đối ấm cúng mươi 348, đừng nói nhảm. Hơn nữa giống như tin tức đã được đưa trước đó, ông ta và Tần Tuyết Nhi hợp tác trong một bộ phim truyền hình có đầu tư lớn. Lưu Giai nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt hết sức lo lắng. Đúng vậy, cô ấy có chút hoài nghi là Tần Tuyết Nhi cố ý giới thiệu cô ấy với đạo diễn, đợi đến lúc bước vào đoàn phim sẽ nhân cơ hội làm mất mặt cô ấy trước mọi người. Nhưng chỉ cần có phim đóng thì cô ấy sẽ có thu nhập, Cô ấy cắn chặt răng lựa chọn tiếp cuộc gọi sau đó khách khí nói, đạo diễn Diệu, chào ông. Lưu dài đúng không, đã lâu không gặp, ở đầu bên kia điện thoại, Diêu Thịnh vừa cười vừa nói, chỗ tôi đang có một bộ phim, cô đã có sắp xếp lịch trình gì chưa? Nếu có thời gian thì mau đến Yến Kinh bên này thử vai xem sao, đến lúc đó có thể sẽ được trực tiếp thông qua vai nữ hai đó. Lưu dài nghe vậy cũng phải giật mình, nữ hai, đây là chuyện mà cô ấy hoàn toàn không dám nghĩ tới, nếu như bộ phim này bùng nổ thì cô ấy có thể chờ mình rồi. Cô ấy cố gắng kiểm soát cảm xúc bên trong lòng mình, sau đó mới đáp lại, có thời gian, có thời gian, ngày mai tôi sẽ đến ngay. Lê Văn Vân không hề biết về sự phấn khích của Lưu Giai. Đương nhiên Lưu Giai cũng không biết rằng cô ấy có thể nhận được vai diễn này là vì một câu nói thuận miệng của Lê Văn Vân mà thôi. Lê Văn Vân cảm thấy giữa anh và Lưu Giai chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau, những lần xuất hiện cùng nhau sau này chắc chắn cũng rất ít, nhưng Lưu Giai lại để lại cho anh ấn tượng không tệ. Tiện tay giúp đỡ mà thôi. Ở Lâm Hải, anh cũng không có quá nhiều việc phải làm, mỗi ngày chăm sóc Hoàng Thị Kỳ, sau đó về nhà ăn cơm với bố mẹ, thỉnh thoảng lại cùng ra ngoài chơi với Đỗ Tịch Tịch. Khoảng 10 ngày thấm thoát trôi qua. Không thể không nói khả năng hồi phục của Hoàng Thi Kỳ vô cùng tốt, trong 7-8 ngày, những cử động bình thường của cô ta đã không còn bị cản trở nhiều lắm nhưng Lê Văn Vân còn bảo cô ta nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa cho yên tâm. 10 ngày sau, tại sân bay Lâm Hải, hai người Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ kéo vali bước ra khỏi xe. Đúng vậy, ngày hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng đã quyết định khởi hành đến Yến Kinh. Về chuyện nói với gia đình, Lê Văn Vân vẫn đổ thừa cho Lôi Bân, nói rằng Lôi Bân cử anh đến chi nhánh công ty ở Yến Kinh để đảm nhiệm chức vụ. Vậy nên bố mẹ của Lê Văn Vân không hề nói gì, thậm chí còn vô cùng vui vẻ. Đương nhiên trước khi rời đi, Lê Văn Vân vẫn mời mấy người đỗ tịch tịch, đặng hân hân, Trần Hy và Diệp Mộng ăn một bữa cơm, vốn dĩ cũng gọi Diệp Mộng đến, nhưng hình như đoạn thời gian này, Diệp Mộng quả thực đang bị gia đình quản lý nghiêm ngặt, không thể ra ngoài được. Tại sân bay, hai người đi đến chỗ tự phục vụ lấy vé để lấy vé máy bay, đi đến cửa soát vé tiến hành kiểm tra vé, đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy một đám người tuôn ra. Tuyết Nhi đến rồi. Lầy, thật sự là tân Tuyết Nhi biểu cảm của một số người bên cạnh anh bắt đầu trở nên phấn khích. Lê Văn Vân cũng nhìn sang phía ồn ào, liền thấy ở cổng lên máy bay cách đó không xa, Tần Tuyết Nhi tháo kính dâm xuống, đang tiến hành soát vé. Trên mặt cô ta thoáng hiện một nụ cười, khi nghe thấy có người gọi thì cô ta quay người lại vẫy vẫy tay, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Là cô ta sao? Khi Hoàng Thi Kỳ nhìn thấy Tần Tuyết Nhi thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Trong đoạn thời gian này, Lê Văn Vân đã nói cho cô ta nghe chuyện của Tần Tuyết Nhi, cô ta liếc nhìn rồi nói quả thực sự rất đẹp đấy. Đồ hai mặt, Lê Văn Vân cong môi nói, đừng để ý đến cô ta nữa, chúng ta mau soát vé lên máy bay thôi. 11 giờ trưa, hai người thuận lợi lên máy bay, khi máy bay bay càng ngày càng cao, Hoàng Thi Kỳ nhìn xuống, cao mày nói, sống ở đây 3 năm rồi, bây giờ lại có chút không nỡ rời đi. Đối với người gác đêm mà nói, chủ yếu chia thành hai loại, một loại là tiểu đội tiên phong, loại còn lại là tiểu đội đóng quân. Tiểu đội đóng quân chính là tiểu đội nhà Tần Quốc Thành, bọn họ sẽ đóng quân ở một thành phố trong thời gian dài. Tiểu đội tiên phong là lực lượng chính thực hiện một số nhiệm vụ quy mô lớn, là tiểu đội người gác đêm mạnh nhất, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thường qua lại khắp nơi trên thế giới, thời gian dừng lại ở một thành phố gần như không quá một tháng. Nói ra thì tôi cũng khá nhớ Giang Thành, Lê Văn Vân chu miệng nói, Chương 349, Lâm Thiếu Hoa là ai? Vẫn là một căn nhà lớn trong tiểu khu, mặc dù cả Phạm Nhược Tuyết và Lê Văn Vân đều không thiếu tiền nhưng bọn họ không hề sống xa hoa như vậy. Hai người xuống máy bay, lấy hành lý, đi ra ngoài theo lối đi. Vừa đi được vài bước, bọn họ liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, ở khu vực xung quanh, hai hàng nhân viên bảo vệ đột nhiên vây đến, vừa đi vừa hét lớn với những người phía trước tránh ra, tránh ra những người vốn đang đi bộ ở phía trước nhanh chóng bị dồn ra hai bên. Cùng lúc đó, ở nơi cách đó không xa còn có một nhóm người vây đến. Lê Văn Vân cao mày, anh quay người lại nhìn thì thấy ở giữa hai hàng bảo vệ, Tần Tuyết Nhi đeo kính dâm, vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài sân bay. Xung quanh có không ít người nhận ra cô ta, bọn họ đều lấy điện thoại ra chụp hình. Người phụ nữ này đi cùng chuyến bay với chúng ta sao? Hoàng Thi Kỳ cao mày nói bảo mấy người tránh đường nghe không hiểu sao lúc này người đang mở đường giúp tần tuyết nhi lớn tiếng quát hỏi hoàng thi kỳ nhướng mày hỏi sân bay này là do anh xây sao người mở đường hơi sững sờ nhưng lê văn vân lại cảm thấy có gì đó không ổn anh vội vàng kéo hoàng thi kỳ né sang một bên anh kéo tôi làm gì tôi chính là nhìn không lọt mắt loại bạch liên hoa này nghe anh nói tôi càng tức giận anh nhìn dáng vẻ của cô ta kia hoàng thi kỳ cạn lời nói Lê Văn Vân khẽ nói, gần đây cô ta đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Gần như ngày nào cũng được lên bản tin, lỡ như tranh chấp với chúng ta ở sân bay, chúng ta bị chụp ảnh rồi lên bản tin thì không hay lắm đâu. Là người gác đêm, có thể tiết chế thì hãy cố gắng tiết chế hết mức có thể. Về chuyện sau khi sự việc xảy ra mới đợi thời cơ để báo thù, đó đều là chuyện riêng tư. Hoàng Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi không lên tiếng gì nữa. Sau khi Tần Tuyết Nhi rời đi, Lê Văn Vân mới sở mũi, nhìn bóng dáng của cô ta, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ra khỏi sân bay, bọn họ bắt taxi đến thẳng nơi ở của Phạm Nhược Tuyết. Căn nhà của Phạm Nhược Tuyết nằm ở vị trí xung quanh vòng năm của Yến Kinh, mặc dù không phải là biệt thự nhưng giá cả cũng sẽ không thấp. Sau khi đến nơi, Hoàng Thị Kỳ đã dọn vào một căn phòng, còn Lê Văn Vân. Chỉ có thể đau khổ ngủ trên ghế sofa. Ngôi nhà có 5 phòng, nhưng một phòng là phòng làm việc không có giường một phòng đã được Phạm Nhược Tuyết sửa thành phòng bệnh và phòng phẫu thuật, chỉ còn ba phòng. Ngủ. Đương nhiên Lê Văn Vân cũng thấy không sao cả, sau khi đặt hành lý xuống, Phạm Nhược Tuyết đưa Hoàng Thi Kỳ đi kiểm tra toàn thân, sau khi chắc chắn rằng cô ta không có gì nghiêm trọng, cô mới nhìn về phía Lê Văn Vân nói, công ty anh làm việc tên là Tập đoàn Trí Đạt, ngày mai anh mang theo chứng minh thư đến đó. Khi đến đó, gọi vào số này, là số người gác đêm đã nghỉ hưu, trước kia thuộc tiểu đội 77.162, hiện tại đã rút khỏi tiền tuyến, bây giờ chủ yếu là giúp người gác đêm ở đây quản lý sản nghiệp thực tế. Trước đây, người gác đêm rút lui khỏi tiền tuyến đều đã có sản nghiệp của riêng mình, hầu hết đều do mình chăm sóc, đương nhiên cũng không ít người gác đêm không có sản nghiệp riêng. Những người này đều sẽ gia nhập vào sản nghiệp của những người gác đêm khác và trở thành quản lý. Lê Văn Vân gật đầu nói, tên là gì? Bành Hàn Đông, Phạm Nhược Tuyết nói, Lê Văn Vân vò đầu, anh chưa bao giờ nghe qua cái tên này cả. chương 350, số không còn sống. Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, nói, người phụ trách ở Yến Kinh là ai? Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, nói, số 4. Cũng là số 3 trước đây, Phó Vũ. Khi nghe đến cái tên này, lông mày của Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đồng thời nhân lại. Phó Vũ lớn tuổi hơn mấy người Lê Văn Vân rất nhiều là người gác đêm có tuổi nghề lớn, người này trên lập trường không có vấn đề gì, nhưng lại thích khoe khoang lại lịch và dạy dỗ người mới, nói đơn giản chính là thích cậy giả lên mặt. Khi đó, một thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân đã mắc một sai lầm nhỏ, bị ông ta dạy cho một bài học nghiêm khắc. Đương nhiên Lê Văn Vân không phục, sau đó đi gây chuyện với ông ta. Phó Vũ bị Lê Văn Vân đánh cho một trận hung bạo. Sau khi đánh xong, ông ta lại bị Hoàng Thi Kỳ đánh thêm một trận. Phó Vũ lúc đó chỉ còn là dáng vẻ của người gác đêm số 10. Liên tiếp bị Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đánh như tử, số thứ tự của ông ta cũng bị loại khỏi top 10. Sau đó, giữa tiểu đội của Lê Văn Vân và tiểu đội của ông ta vẫn luôn không hợp nhau lắm, thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng phần lớn thời gian đều là tiểu đội của Phó Vũ bị đánh bại. Cũng có một lợi ích, đó chính là trong khi tiểu đội của Lê Văn Vân không ngừng phát triển lớn mạnh, áp lực bọn họ phải đối mặt quá lớn nên cũng dần tiến bộ theo đặc biệt là Phó Vũ, vốn dĩ tuổi đã cao, rất nhiều năm đều đã không có đột phá gì, dưới áp lực của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, ông ta đã thực sự giành lại được top 10. V. Hơn nữa trong khoảng thời gian sau đó, ông ta đã leo lên vị trí thứ ba. Số một thần bí vẫn không thay đổi, gần như không hề xuất hiện, có thể nói ông ta chính là chiến lược thứ ba của người gác đêm. Theo lý mà nói, trong tình huống Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ không gia nhập, ông ta nên thay thế, trở thành số không mới phải. Nhưng không, sau 3 năm trôi qua, ông ta đã rơi xuống vị trí thứ 4, có nghĩa là đã có 3 người vượt qua ông ta. Quả nhiên khi không có áp lực của chúng tôi, ông ta tiến bộ quá chậm. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhóm, nói. Hoàng Thi Kỳ cũng cho là đúng, gật gật đầu. Nhưng quả thực cũng rất phiền phức, nếu như ông ta chịu trách nhiệm gác đêm ở đây, có thể ông ta sẽ không phối hợp với chúng ta như Tần Quốc thành đầu. Hoàng Thị Kỳ nói, Lê Văn Vân gật đầu, nguyên nhân anh cao mày chính là vì chuyện này. Trên mặt Lý Tiểu U ở bên cạnh lộ ra một nụ cười, nói ai bảo trước đây mấy người cứ luôn ức hiếp người ta. Có lúc tôi còn thấy chủ phó cũng hơi đáng thương. Thôi vậy, tính sau đi, nếu như ông ta không hợp tác với chúng ta, đến lúc đó tôi sẽ lại đi đánh ông ta. Lê Văn Vân nói, Hoàng Thị Kỳ gật đầu, chú phó đáng thương, Lý Tiểu U giở khóc giở cười nói. Được rồi, tôi và Tiểu U phải đi nghỉ ngơi đây. Chiều nay hai người tự xem phải làm gì đi. Phạm Nhược Tuyết nói. Tối nay hai bọn họ phải gác đêm, ban ngày phải đảm bảo giấc ngủ của mình mới được. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Buổi chiều bọn họ chỉ đơn giản là đi dạo loanh quanh, làm quen với môi trường xung quanh, sau khi về nhà ăn cơm tối thì đi nghỉ ngơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền Trường 351 Giám Đốc Phương lê văn vân gật đầu nói được vậy tôi tự đi đến đó là được rồi vậy được cậu đến bộ phận tiêu thụ trực tiếp tìm vương ý anh ta sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho cậu bành hàn đông nói đến đây thì bỗng nghĩ đến điều gì đó nói à đúng rồi cậu có một số cổ phần trong không ít các công ty quy mô lớn ở yến kinh tôi sẽ làm việc với người gác đêm ở bên đó sắp xếp tài liệu đến lúc đó tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu ở yến kinh nếu cậu có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp với bọn họ. Lê Văn Vân gật đầu. Anh không hề ngạc nhiên vì điều này, ở Yến Kinh có khá nhiều gia tộc ẩn thế, những người hoạt động bí mật đó cũng hoạt động khá mạnh, trong suốt 6 năm ở người gác đêm, đây là nơi mà Lê Văn Vân thường lui tới. Ở một mức độ nào đó mà nói, nơi này mới là sân nhà thực sự của Lê Văn Vân. Sau khi tạm biệt bành hàn đông, Lê Văn Vân xem thời gian, đã gần đến 10 giờ rồi, anh đi thang máy lên tầng 5 sau khi ra khỏi thang máy anh vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng động từ lối thang bộ bên cạnh thang máy lâm nhã chẳng lẽ em thực sự không nhìn ra được tình cảm của tôi dành cho em sao giọng một người đàn ông vang lên lê văn vân lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn thì thấy trong cầu thang bộ một người đàn ông trông hơi dung tục đang nói chuyện đối diện với anh ta là một người đẹp cao gầy vẻ ngoài xinh đẹp đó chính là lâm nhã trong lời của anh ta trên mặt của lâm nhã lộ ra vẻ khó xử nói giám đốc phương hiện tại tôi thực sự chưa muốn yêu đương tôi vừa mới tốt nghiệp chỉ muốn tập trung vào công việc thôi giám đốc phương người này là vương ý sếp trực tiếp của mình trong lòng lê văn vân khẽ lay động cực kỳ thích thú quan sát bên đó vương ý nhìn lâm nhã tình ý sâu xa nói lâm nhã à trong xã hội này tiến lên một bước thật ra rất đơn giản em nghĩ xem tôi là giám đốc bộ phận tiêu thụ ở đây chú tôi lại là nhân vật cao cấp trong công ty nếu em yêu tôi rất nhanh sẽ có thể lên chức trưởng bộ phận tiêu thụ có chú tôi ở đây con đường phía trước của em trong công ty có thể nói là vô cùng xin lan tôi tôi vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân từ từ tiến lên thôi khuôn mặt lâm nhã hơi hơi đỏ vương ý dường như không để ý đến sự từ chối rõ ràng của cô ta anh ta khẽ cười nói này em vẫn không hiểu những công ty như trí đạt không dễ vào nếu muốn tiến lên, sợ rằng sẽ rất khó. Tôi muốn sa thải em thực ra cũng khá đơn giản. Giám đốc Phương, anh, sắc mặt Lâm Nhã có chút thay đổi nói. Thế này đi, tôi cũng không vội. Hôm nay tan làm xong em đi xem phim với tôi, chúng ta lại nói chuyện tiếp, em thấy thế nào? Lâm Nhã lắc đầu nói, giám đốc Phương, tan làm xong, nhà tôi còn có việc. Thấy cô gái liên tục từ chối, dường như Vương Ý có chút không kiên nhẫn, trên mặt anh ta thoảng qua một tia thẹn quả hỏa giận, trực tiếp xuống tay, túm lấy tay Lâm Nhã. Uầy, bị từ chối ở công ty mà vẫn muốn sử dụng bạo lực à? Lê Văn Vân ở bên cạnh cười hít mắt, mở miệng nói. Lúc này, hai người Lâm Nhã và Vương Ý đều hướng mắt về phía Lê Văn Vân. Sau khi Lâm Nhã thấy đã bị người khác phát hiện thì khuôn mặt xinh xắn của cô ta bỗng trở nên đỏ bừng. Còn vẻ mặt của Vương Ý cũng trở nên xấu xí, anh ta chừng mắt nhìn Lê Văn Vân, hỏi cậu là ai liên quan gì đến cậu ồ bên nhân sự bảo tôi đến tìm anh tôi là nhân viên mới nhậm chức lê văn vân nói vương ý cảm thấy chuyện tốt của mình đã bị lê văn vân phá hỏng anh ta hung dữ chừng mắt nhìn lê văn vân nói cậu không cần đến ngày đầu tiên đã đi làm muộn tôi không cần một nhân viên như cậu vậy sao chính anh nói đấy nhé lê văn vân nhún vai nói trực tiếp ném thẻ công việc cho vương ý vậy tôi đi trước đây thực ra bản thân anh cũng không muốn làm việc này lắm. Nếu không phải Phạm Nhược Tuyết nhất định phải cho anh một thân phận ở đây, anh hoàn toàn không muốn đến. Vương Ý cũng không ngờ rằng Lê Văn Vân lại từ chối thẳng thừng như vậy. Người phụ nữ tên Lâm Nhã ở bên cạnh cũng nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt đờ đẫn. Đây là tập đoàn trí đạt, công ty này có vô số người tranh giành gia nhập, vậy mà Lê Văn Vân nói không làm là không làm thật. Tút tút tút, chương 352, Vừa rồi cảm ơn anh nhé." Vương Ý đau đầu, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhân viên mới nhậm chức này có lại lịch như thế nào mà có thể khiến tổng giám đốc đích thân gọi cho mình. Anh ta không quan tâm đến Lâm Nhã trước mặt nữa, vội vàng chạy ra khỏi lối cầu thang, nhìn Lê Văn Vân đang đứng đợi thang máy, anh ta vội vã chạy đến nói, "Lê Văn Vân, đừng nóng vội mà." "Tôi không có ý đó đâu." Lê Văn Vân đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái rồi hỏi, không phải vừa nãy anh bảo tôi cút đi sao bây giờ tôi muốn đi anh lại làm gì vậy cậu nhầm rồi ý tôi là lần sau cậu có thể đến sớm hơn vương ý vội vàng nói lê văn vân sờ mũi nói hai thôi bỏ đi ngày đầu tiên tôi đã đến muộn quả thực không có tư cách làm việc dưới tay anh loại nhân viên như tôi tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ phải từ chức mới được sắc mặt vương xanh mét nhưng anh ta vẫn gật đầu khom lưng nói tôi không có ý đó Đến muộn thôi mà, đều là chuyện không thể tránh khỏi. Lần sau chỉ cần chú ý là được." Lê Văn Vân nhún vai nói, "Hai, vẫn nên thôi đi." Hi hi, Lâm Nhã bước ra khỏi góc cầu thang bộ, nhìn thấy bộ dạng của Lê Văn Vân và Vương Ý, cô ta không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khép miệng lại, tò mò liếc nhìn Lê Văn Vân một cái rồi vội vàng chạy vào phòng làm việc. Khi Vương Ý nhìn thấy Lê Văn Vân một lòng muốn rời đi, mồ hôi lạnh trên trán ông ta cũng sắp rơi xuống anh ta không biết rõ lai lịch của lê văn vân nhưng rõ ràng lê văn vân không hề giống với những nhân viên khác trong công ty anh hoàn toàn không quan tâm đến công việc này chút nào nếu như anh rời đi cả anh ta đều sẽ bị đuổi việc anh ta không muốn mất công việc này anh ta vội vàng kéo lê văn vân lại nói với vẻ mặt cầu xin tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi thực sự sai rồi vừa nãy thái độ của tôi không tốt Cậu đại nhân đừng chấp lỗi của tiểu nhân." Lê Văn Vân cười híp mắt liếc nhìn anh ta, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, anh cảm thấy có chút buồn cười, xua tay nói, "Được rồi được rồi, đưa thẻ công việc cho tôi đi." Nếu như anh thật sự chạy về, đoán rằng Phạm Nhược Tuyết vẫn sẽ đưa anh trở lại, hoặc là đi đến nơi khác tìm một thân phận mới. Chuyện đã không còn cách nào, nếu nhiệm vụ phải được thực hiện ở đây thì quả thực cần phải có một thân phận tốt một chút để che đậy. Vương Ý thấy Lê Văn Vân đã tha thứ thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy được, để tôi đi sắp xếp công việc cho cậu." "Không cần phải giới thiệu bản thân, anh chỉ cần phân công công việc cho tôi là được rồi." Lê Văn Vân nói. "Được, được." Vương Ý vội vàng gật đầu nói. Anh ta đưa Lê Văn Vân đến bộ phận tiêu thụ, dẫn Lê Văn Vân đi xuyên qua đám đông đến trước một dãy bàn, nói: "Đây là tổ tiêu thụ 2, cậu cứ ở đây đi." hầu bảo khôn Đây là người mới được sắp xếp đến tổ các cậu ngay sau đó một người đàn ông trông khoảng 20 từ 25 tuổi người thanh niên còn trẻ hơn Lê Văn Vân đến gần nói giám đốc đây là Lê Văn Vân người mới đến tổ các cậu cậu sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ta xong thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến Vương ý nói với anh ta chương 353 cái gì mà có chút quan hệ Lâm Nhã thở dài nói anh ta lấy lý do thành tích của tôi không tốt nói muốn đuổi việc tôi tôi vẫn đang trong thời gian thử việc thành tích tháng này quả thật không đạt yêu cầu vốn dĩ là thời gian thử việc hai tháng tên vương ý này thật sự là quá đáng một cô gái khác thì thào nói sau đó lại hỏi đã xác định đuổi việc à bây giờ vẫn chưa đuổi việc nhưng anh ta yêu cầu tôi đi đòi số tiền nợ của quán ba thanh nguyệt lâm nhã mím môi nói còn nói nếu không đòi lại được thì thì tôi đi luôn đi. Hầu Bảo Khôn ở gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ thì sắc mặt có chút thay đổi, 800 vạn ở quán Ba Thanh Nguyệt đó vốn đã là món nợ chết mà. Bây giờ trích phần trăm của công ty đối với món nợ chết này đã lên tới 15% rồi. Chỉ cần đòi được số nợ này thì sẽ có được 15% tiền hoa hồng. Nhưng không ai dám làm nhiệm vụ này cả. Anh ta đây là muốn ép cô đi mà. Hay là làm bạn gái của anh ta đi." Cô gái bên cạnh nói, không còn cách nào khác ai bảo chú của anh ta là nhân vật cao cấp trong công ty. 800 vạn, tiền hoa hồng 15%, đối với người đi làm có thể nói là giàu có trong một đêm. Vậy mà không ai dám nhận sao? Trên mặt Lê Văn Vân thoáng hiện lên vẻ tò mò, hỏi chuyện nhặt tiền này mà không ai làm à? Anh vừa đến công ty nên không biết, ông chủ đứng sau quán ba Thanh Nguyệt là ông chủ của hội các quán ba lớn nhất Yến Kinh, quy mô tương đối lớn, hơn nữa lại lịch còn rất bí ẩn cộng thêm loại sản nghiệp như quán ba hầu hết đều thông đồng với nhau. Trước đây cũng đã có vài người trong công ty đến đòi nợ, nhưng liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đều phải vào bệnh viện. Hầu bảo khôn thở dài nói, đây vốn là một món nợ chết, vương ý muốn ép cô ta nghỉ việc. Khóe mắt Lê Văn Vân khẽ giật. Lai lịch rất thần bí, Mạc Phi là người của Hồng Nguyệt hay bóng tối hay là thế lực ngầm khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhã, nói, nợ thì phải trả là chuyện hiển nhiên, Loại chuyện nhặt tiền này vậy mà lại không có ai làm. Lâm Nhã phải không, một lát nữa tôi và cô cùng đi xem xem, nhưng đến lúc đó nhận được tiền phần trăm thì cô phải chia cho tôi một nửa đấy. Lâm Nhã kinh ngạc liếc nhìn Lê Văn Vân. Khâu Bảo khôn cao mày nói, Lê Văn Vân, thôi bỏ đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa. Về phần Lâm Nhã, nếu thật sự không được thì cô đổi công ty đi. Trình độ học vấn của cô khá cao, hơn nữa tiêu thụ thực sự không phù hợp với cô cô dựa vào trình độ học vấn đi tìm một việc dân sự có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy. Lâm nhã mím môi, cô ta cắn răng, nhìn Lê Văn Vân nói, vậy lát nữa chúng ta cùng đi đi. Dường như cô ta không muốn mất công việc này. Lâm nhã, cô điên rồi. Cô gái ở bên cạnh thấp giọng nói, đó là món nợ chết của quán ba thanh nguyệt đấy. Viên mắt Lâm nhã hơi đỏ lên, nói tôi phải đi thử một lần, cô biết mà, tôi rất thiếu tiền. Hầu bảo khôn thấy hai người kiên trì như vậy thì cao mày nói, hai người muốn đi thì tôi cũng không ngăn cản, suy cho cùng nếu như có thể đòi được, đây sẽ là thành tích của tổ chúng ta. Nhưng tôi vẫn phải khuyên hai người rằng số tiền này hoàn toàn không dễ đòi lại, đừng có cần tiền mà không cần mạng. Lê Văn Vân xua tay, không để ý đến lời nói của anh ta, hỏi Lâm Nhã, vậy bây giờ chúng ta đến đó xem đi. chương 354, đã mang đủ rồi. Lê Văn Vân tùy tiện trò chuyện vài câu mà cô ta đã suýt chút nữa khai báo hết 18 đời tổ tiên ra rồi. Cô ta tốt nghiệp trường Đại học Yển Kinh, ở trong nước tuyệt đối là một người có tài, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vốn đã có thể đã vào một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Nhưng mẹ cô ta đột nhiên phát hiện có khối u, cần một chi phí lớn để chữa bệnh. Cô ta sinh ra trong một gia đình bình thường, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mặc dù ổn định nhưng khi mới vào làm, tiền lương chắc chắn, không cao, cô ta cắn răng chọn nghề tiêu thụ, muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, vậy nên cô liền đến tập đoàn trí đạt làm việc. Lương cơ bản và hoa hồng ở đây rất tốt. Chỉ là, cô ta chỉ mới vào làm được một tháng, không quen thuộc với các loại nghiệp vụ. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước cửa quán ba. Lúc này, cửa lớn của quán ba đều đã đóng, bởi vì hầu hết các quán ba đều là doanh nghiệp hoạt động vào ban đêm, đoán chừng buổi chiều mới mở cửa phải làm thế nào đây? Khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Lâm Nhã có chút lo lắng. Lê Văn Vân xem thời gian, sau đó nhìn xung quanh rồi nói, tôi đoán buổi chiều bọn họ sẽ đến. Chúng ta tìm một chỗ gần đây để ăn trưa trước đi. Lâm Nhã gật đầu. Lúc này đã gần trưa rồi, hai người tìm một chỗ, sau khi tùy tiện ăn chút gì đó thì đến một giờ chiều, hai người lại hướng về quán Ba Thanh Nguyệt. Lúc này, cửa quán Ba đã được mở ra, nhưng có rất ít người, Lê Văn Vân và Lâm Nhã bước vào cửa, khi vừa tới cửa, vẻ mặt của Lâm Nhã có chút lo lắng nói: "Lê Văn Vân, chúng ta thật sự có thể đòi lại được sao?" "Tôi nghe các đồng nghiệp ở công ty nói rằng khi người khác đến đòi nợ sẽ luôn gặp chuyện ngoài ý muốn." Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nói: "Sợ gì chứ? Cô đã mang đủ tài liệu rồi chứ?" "Ừ," Lâm Nhã gật đầu nói, "đã mang đủ rồi. Bọn họ nợ tiền chúng ta, chúng ta có lý do chính đáng, không cần sợ." một lát nữa cô xem tôi biểu diễn là được lê văn vân nói rồi bước vào trước lâm nhã vội vàng đi theo trong quán bar lúc này không đóng cửa sổ bên trong vẫn xem là sáng sủa có không ít người ăn mặc như nhân viên phục vụ đang quét dọn lau rửa ly rượu nhìn thấy lê văn vân và lâm nhã đi vào một người ngẩng đầu lên nói ồ sớm như vậy à bây giờ quán bar vẫn chưa mở cửa tối nay hai người hãy quay lại nhé lê văn vân sờ mũi nói chúng tôi là người của công ty trí đạt giám đốc của các anh có ở đây không tôi có chút chuyện muốn thảo luận với anh ta giám đốc nghiêu có người tìm nhân viên phục vụ cách đó không xa hét lên lê văn vân liếc nhìn về phía người đang hét thì thấy xung quanh đó có rất nhiều người đang ngồi có cả nam lẫn nữ những người phụ nữ đó mặc quần áo khá mát mẻ còn hầu hết các chàng trai đều là thanh niên mỗi người đều ôm chặt lấy một em gái ở đó nói nói cười cười cùng với tiếng hét của nhân viên phục vụ một thanh niên mặc áo sơ mi đi tới anh ta nhìn Lê Văn Vân rồi lại nhìn Lâm Nhã, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, hai người tìm tôi sao? chương 355 anh chàng này đúng là một công tử bột. Lê Văn Vân vội vàng chạy tới, chặn đường Nghiêu Trí Phong, nói, không phải các anh không có tiền, mà là không muốn trả. Ông chủ công ty chúng tôi nói rồi, nếu như chúng tôi không lấy lại được số tiền này, ông ta sẽ đuổi việc tôi và đồng nghiệp. Anh thanh toán số tiền đó cho chúng tôi đi, nghiêu trí phong thấy lê văn vân chạy tới chặn đường mình thì mí mắt khẽ giật nói cậu nhóc cậu nghe không hiểu lời con người sao tôi nói tôi không có tiền mau cút đi ngay cho tôi nếu anh không đưa tiền tôi không thể nhường đường lê văn vân nói ánh mắt nghiêu trí phong bỗng lạnh lại sau đó anh ta nhìn lâm nhã ở bên cạnh con người khẽ lay động nói nếu muốn tôi trả lại số tiền này cũng không phải là không thể cậu để cô nhóc này uống cùng tôi một ly Đến tối ngủ cùng tôi một đêm thì chuyện đó không phải là không thể. Sắc mặt Lâm Nhã đột nhiên thay đổi, cô ta không ngờ Ngưu Chí Phong lại trắng trợn như vậy. Chuyện này không được, Lê Văn Vân cười híp mắt nói, nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên, hôm nay anh bắt buộc phải trả lại số tiền này. Ngưu Chí Phong nghe Lê Văn Vân nói vậy thì vô cùng tức giận, anh ta nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười xảo quyệt, nói cậu nhóc Chẳng lẽ cậu không biết những người đòi nợ trước đây của công ty cậu có kết cục thế nào sao? Cậu cũng muốn đến bệnh viện ở một thời gian à?" Anh ta vừa nói vừa vẫy tay. Khi anh ta vẫy tay, một số nhân viên phục vụ cách đó không xa vây đến xung quanh bọn họ. Khi Lâm Nhã nhìn thấy có người đến, sắc mặt cô ta tái mét, vội vàng chạy đến bên cạnh Lê Văn Vân, kéo góc áo của Lê Văn Vân. "Cậu nhóc, nhìn cô gái đẹp này, cộng thêm hôm nay tôi có khách quý, cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng." mau cút đi cho tôi nghiêu trí phong nói tôi không lấy được tiền thì sẽ không đi đâu cả lê văn vân cũng mở miệng nói vẻ mặt của nghiêu trí phong lộ ra vẻ hung dữ sau đó hét lên với người bên cạnh kéo ra phía sau đánh cho tên nhóc này một trận giữ người phụ nữ này lại cho tôi lát nữa tôi sẽ xử lý sau nói xong anh ta nhìn lâm nhã ánh mắt quét lên cơ thể của lâm nhã liếm liếm môi anh đang làm gì vậy đúng lúc này Giọng nói của Hoàng Gia Gia vang lên bên cạnh anh ta, "Mau đến đây uống rượu đi. Sao anh lại trốn rượu vậy hả?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 356, Lê Văn Vân vừa đi cùng cô đâu rồi? Sau khi bị tát, anh ta không còn giữ bình tĩnh được nữa. Hoàng Gia Gia hừ lạnh một tiếng, nói, "Mau đi xin lỗi anh Vân của tôi đi." Lê Văn Vân xua tay nói, "Cũng không cần xin lỗi đâu. Tôi làm việc trong công ty Quán Ba Thanh Nguyệt nợ công ty chúng tôi 800 vạn, đã kéo dài lâu lắm rồi, tôi tới đây để lấy tiền. Hoàng gia ra sướng sờ, rõ ràng là không ngờ được Lê Văn Vân lại đi làm, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, quay đầu trầm giọng nói với Nghiêu Trí Phong, nghe không hiểu tiếng người sao. Mau trả tiền đi. Nghiêu Trí Phong thì người ra, anh ta nhìn Hoàng gia ra, rồi lại nhìn Lê Văn Vân, nói, vậy. Để tôi gọi cho ông chủ của chúng tôi. Không cần đâu, để tôi gọi hoàng gia gia nói nói xong anh ta móc điện thoại ra sau nửa tiếng đồng hồ lê văn vân đã thuận lợi lấy được một tấm chi phiếu anh hài lòng nhận lấy nói với hoàng gia gia vậy tôi về trước đây nói xong anh vỗ vai lâm nhã đang đờ đẫn ở bên cạnh đúng vậy bây giờ đầu óc của lâm nhã đều dối tung cả lên món nợ chết khiến cả công ty vô cùng đau đầu cứ như vậy mà bị lê văn vân nhẹ nhàng xử lý cô ta không biết hoàng gia gia này là ai nhưng xem ra đó hẳn là một nhân vật ở cấp độ anh lớn nào đó mà dường như người này còn rất sợ lê văn vân cô ta đi bên cạnh lê văn vân cả hai người bước ra ngoài hoàng gia ra vội vàng đuổi theo anh ta ho khan một tiếng rồi nói anh vân anh đến yến kinh mà không nói trước cho tôi một tiếng để tôi tiếp đón anh lê văn vân như cười như không liếc nhìn anh ta nói được đấy ban ngày ban mặt chạy tới quán ba ôm gái Hoàng gia ra xấu hổ nói, anh đừng nói với chị và ông nội tôi đấy, nếu không cái chân này của tôi thực sự sẽ bị đánh gãy mất. Bọn họ không cho tôi đến quán ba chơi. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đầu, tôi về công ty làm việc trước đây. Lê Văn, Vân nói, làm cái gì thế? Hoàng gia ra nhìn Lê Văn Vân nói, dựa vào tình bạn của chúng ta, nếu anh thiếu tiền thì cứ nói thẳng với tôi, tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu, tôi chuyển thẳng cho anh một ngàn vạn để anh xài tạm nếu như vẫn chưa đủ thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Nhã, khi Hoàng gia ra nói đến một ngàn vạn giống như đang nói về một hào vậy, khiến cô ta có chút không nói nên lời. Không cần đâu, cậu tự giữ lại đi, Lê Văn Vân xua tay. Lúc này, vẻ mặt Hoàng gia ra ngượng ngùng nói, anh Vân, chuyện là như thế này, hay là anh cùng tôi về gặp ông nội đi? Từ sau chuyện vì Tần Tuyết Nhi trước đó, mặc dù tôi đã trở lại Yến Kinh nhưng vẫn không dám về nhà chị tôi nói nếu tôi về, ông nội nhất định sẽ đánh tôi một trận, vậy nên tôi vẫn cứ lêu lỏng bên ngoài. Anh xem anh có thể về cùng tôi một chuyến được không, trước mặt ông nội nói tốt cho tôi mấy câu. Lê Văn Vân sờ mũi, nghĩ đến việc đến Yến Kinh quả thực nên đi gặp ông cụ Hoàng một lần, anh liền gật đầu nói cũng được. Nói xong, anh nhìn Lâm Nhã đang ngạc nhiên, nói, Lâm Nhã, cô cầm chi phiếu này về công ty trước đi. Tôi đi gặp một người bạn, chắc sẽ về muộn một chút. Lâm Nhã hoàn hồn, vội vàng gật đầu nói, ồ, ồ, được rồi. Vẻ mặt Hoàng Gia Gia vui mừng, vội vàng nói, anh Vân, đi bên này, xe của tôi đang đậu ở đây. Nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia đi xa dần, Lâm Nhã vẫn luôn theo dõi bóng lưng của Lê Văn Vân, trong nét mặt mang theo biểu cảm kỳ lạ. Nhìn tờ xét trong tay, lại nhìn bóng lưng Lê Văn Vân đã đi xa, trong lòng cô ta tưởng chừng như không thể tin nổi chương 357, thằng nhãi này bị làm hư mà. Lâm Nhã nghe thấy bọn họ nói chuyện, lắc đầu nói, Lê Văn Vân có việc nên đi trước rồi, số tiền kia tôi đã lấy về, đây là tấm xét. Hả? Trong nháy mắt tất cả mọi người của tổ đều hướng về phía cô ta, hầu bảo khôn sững sở nói cô nói gì cơ. Cô lấy lại rồi hà Lâm Nhã gật đầu nói, cũng không phải là tôi lấy lại, chủ yếu là Lê Văn Vân thương lược, tôi cũng không nói gì cả. Không phải, Cô bảo là, cô lấy lại tiền rồi ư, hầu bảo khôn khiếp sợ nói. Lúc nãy anh ta còn phát ngôn rằng Lê Văn Vân không biết sống chết, bây giờ. Lâm Nhã lại nói cho anh ta biết rằng đã lấy lại tiền rồi. Đúng vậy, đây là tấm xét, Lâm Nhã giơ tấm xét ra. Hầu bảo khôn vội vàng cầm lấy nhìn nhìn, sau đó khuôn mặt anh ta đờ ra, đặt mông ngồi xuống ghế, đồng thời bên tổ tiêu thụ trong chớp mắt chìm vào yên tĩnh. Lê Văn Vân tất nhiên không biết chuyện xảy ra bên kia, trước tiên gọi cho Hoàng Thi Kỳ một cuộc điện thoại, sau khi Hoàng Thi Kỳ nhận được thì bọn họ mới xuất phát đến nhà ông Hoàng. Đương nhiên người lái xe là Lê Văn Vân, dù sao Hoàng gia gia cũng vừa uống rượu. Lê Văn Vân đã từng đến nhà ông Hoàng một lần rồi, nhưng khi ấy anh không tiếp xúc với những người nhà họ Hoàng. Chỗ ông ấy ở là một căn nhà cấp 4 có sân rất rộng, ở Yến Kinh chỗ này là nơi tắc đất tắc vàng, giá trị của căn nhà cấp 4 này ít nhất cũng phải hơn mấy trăm triệu tệ, hơn nữa kể cả có tiền cũng chưa chắc đã mua được căn như vậy. Hoàng gia gia đã gọi điện cho Hoàng Tông Thực từ sớm, nói là muốn đưa Lê Văn Vân với Hoàng Thi Kỳ đến, điều này khiến cho ông hoàng vô cùng vui vẻ, bảo những người giúp việc trong nhà rời đi, chỉ để lại hai đầu bếp. Lúc Lê Văn Vân vừa mới bước đến trước cửa, Hoàng Tông Thực đang chống gậy. Bên cạnh ông là một người phụ nữ tầm 27-28 tuổi, xinh đẹp động lòng người, đó chính là cháu gái của Hoàng Tông Thực cũng chính là chị gái của Hoàng Gia Gia, Hoàng Hân. Nhìn thấy ba người Lê Văn Vân đi đến, Hoàng Tông thực mang vẻ mặt hớn hở chạy ra đón, sau khi đi vào ông cũng không bắt tay với Lê Văn Vân mà cầm cây gậy chỉ vào Hoàng Gia Gia mắng, cái thằng nhóc phản nghịch này, mày vẫn còn có mặt mũi về đây à? Lại còn dám ăn nói thô lỗ với Lê Văn Vân, xem tao có đánh gãy chân mày không? Sắc mặt Hoàng Gia Gia xanh mét, anh ta vội vàng trốn đi, nói chị, chị cứu em với đôi mắt dễ thương của hoàng hân chừng lớn liếc anh ta một cái rồi nói em thì đáng đánh anh vân hoàng ra ra vội vàng trốn sang bên cạnh lê văn vân ông hoàng được rồi được rồi lê văn vân nhanh chóng ngăn hoàng tông thực nói tiếp thằng nhóc cũng không biết mà sau này ông nói cho nó biết thì thằng bé rất khách sáo với tôi thằng nhóc này bị cha mẹ nó dạy hư ngày nào cũng ra ngoài ăn chơi đàn đúng gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức lê văn vân cậu đừng che chở cho nó hoàng tông thực trừng mắt nhìn hoàng gia ra nói bây giờ trên người còn có mùi rượu nữa mới giữa trưa đã chạy đi uống rượu hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì cũng bẻ gãy thẻ ngân hàng của mày hoàng gia ra nghe thấy lời hoàng tông thực nói cả khuôn mặt liền trở nên xanh mét lê văn vân lại nhanh chóng ngăn lại lời hoàng tông thực định nói ông hoàng vừa nãy thằng bé còn giúp tôi một chuyện lớn đấy hôm nay tôi đi làm bên trí đạt phải đi thu một số tiền không có hoàng gia gia thì tôi cũng không thu lại được đâu. Chương 358, nhưng bây giờ đã ly hôn rồi. Lê Văn Vân lắc đầu nói, bác sĩ Phạm sắp xếp, có lẽ không chỉ đơn giản là mang cho tôi một chức vụ, có thể đến lúc đó lợi dụng chức vụ này để tiếp xúc với những người khác có cùng nhiệm vụ hay có chuyện liên quan. Mặc dù Phạm Nhược Tuyết không nói rõ ràng nhưng đại khái Lê Văn Vân cũng có thể đoán được, Phạm Nhược Tuyết sẽ không bắn tên mà không có đích. Được rồi, Hoàng Tông thực nói Đi đến phòng khách trong sân nhỏ, ngồi xuống nói, "Đúng rồi. Lần trước lúc bác sĩ Phạm đến kiểm tra cho tôi có nói là cậu đã kết hôn, đúng không?" Hoàng Hân bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân im lặng nói, "Thế nào cô ấy cũng chạy tới đây nói chuyện này với ông mà. Tháng trước cô ấy đến Yến Kinh này làm nhiệm vụ, tiện thể kiểm tra cho tôi." "Một chút, Hoàng Tông thực nói, chỉ là nói một số chuyện, nói cái gì mà cậu bị mẹ vợ bắt nạt?" lê văn vân hai ba năm này tôi bị mất trí nhớ kết hôn chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi lê văn vân nói nhưng bây giờ đã ly hôn rồi nghe thấy đã ly hôn hai mắt hoàng tông thực và hoàng hân hơi sáng lên hoàng tông thực vội vàng nói ly hôn là tốt ly hôn là tốt lê văn vân sau đó hoàng tông thực nhanh chóng nói hoàng hân nhà chúng ta vẫn luôn đợi cậu nếu cậu đồng ý thì cùng tính đến chuyện kết hôn với hoàng hân nhà chúng ta mặt hoàng hân hơi ửng hồng nhưng không mở miệng nói chuyện cô ta ngồi bên cạnh hoàng tông thực không nói gì nhiều dáng vẻ điềm đạm nho nhã lê văn vân gãi gãi đầu nói ông hoàng ông đừng lấy chuyện này ra đùa xấu hổ lắm tôi làm gì nói đùa tôi rất thích cậu muốn gả cháu gái của tôi cho cậu trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng chuyện này có cái gì mà xấu hổ đâu hoàng tông thực đập đập cây gậy nói sau đó nhìn về phía hoàng thi kỳ nói thi kỳ nếu được thì cô có muốn cân nhắc hoàng ra ra nhà chúng tôi không mặc dù nó hơi nghịch ngợm gây sự một chút nhưng cũng không quá xấu xa xấu xí gì lê văn vân cầm chén trà chuẩn bị uống một ngụm nghe thấy vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước hoàng hân vội vàng nói ông à ông đừng nói linh tinh không ông lại dọi mấy người lê văn vân đi bây giờ được rồi hoàng tông thực cười cười sau đó ngồi hàn huyên với bọn lê văn vân trong lúc trò chuyện lê văn vân phát hiện ra hình như thể trạng của hoàng tông thực không tốt lắm mỗi lần nói vài lời ông ta sẽ dừng lại ho khan một lát nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận tiếng bước chân bốn người nhanh chóng ngừng nói chuyện ngay sau đó một người trẻ tuổi đi giày tây đi đến anh ta còn đeo một cái hòm thuốc lúc nhìn thấy hoàng thi kỳ với lê văn vân thì vẻ mặt anh ta hơi sững sờ hoàng hân mở mi ảnh giới thiệu nói đây là bác sĩ hứa hứa giang Bác sĩ trị liệu vật lý của ông nội tôi. Sau đó cô ta lại giới thiệu cho bác sĩ Hứa, vị này chính là Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, là bạn bè của tôi. Chào mọi người, biểu cảm của bác sĩ Hứa có hơi lạnh lùng, sau đó nói, hôm nay bắt đầu trị liệu vật lý thôi. Chương 359, tại sao ông không giữ anh ta lại? Lê Văn Vân nắm lấy bả vai của Hứa Giang và nhìn anh ta với vẻ suy nghĩ rất cân nhắc. Hứa Giang cau mày, anh ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi, có chuyện gì không? Hoàng Thi Kỳ đứng bên cạnh đó khẽ nhăn đôi lông mày lại, cô ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Còn Hoàng Hân vẫn còn đang mờ mịt, cô ta không hiểu tại sao Lê Văn Vân lại đi lên. Tôi đang tập vật lý trị liệu cho ông cụ, xin đừng làm phiền tôi được không? Hứa Giang quay đầu lại liếc nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Lê Văn Vân mỉm cười, anh dùng lực và kéo Hứa Giang lại bằng một tay. Hứa Giang cau mày, Cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Anh làm vậy là có ý gì hả? Đôi mắt của Hứa Giang lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó anh ta nhìn Hoàng Hân và nói, "Hoàng Hân à, có vẻ bạn bè trong gia đình cô không thoải mái với tôi cho lắm." Hoàng Hân cũng ngây người ra, cô ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt như dò hỏi. Đối với Lê Văn Vân, cho dù cô ta hay Hoàng Tông thực đều như nhau cả. Cả hai đều dành cho anh sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Mặc dù họ cảm thấy khó hiểu trước hành động của Lê Văn Vân nhưng họ không thắc mắc hay nghi ngờ điều gì cả. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của anh rồi nói, nếu cứ tiếp tục để cho anh trị liệu thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì tính mạng của ông cụ sẽ bị anh chữa cho mất mạng luôn rồi. Khi giọng nói vừa dứt thì khuôn mặt của Hoàng Tông Thực và Hoàng Hân đều thay đổi. Trong nháy mắt, biểu hiện của hứa giang cũng thay đổi nhưng anh ta nhanh chóng khống chế được vẻ mặt của mình mà lạnh lùng nhìn về phía Lê Văn Vân nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Còn giả bộ nữa hả? Lê Văn Vân cười tủm tỉm nhìn anh ta, chắc anh đã từng luyện võ đúng không? Đã từng luyện võ thì sao chứ? Hứa Giang hỏi. Trong khi anh xoa bóp vật lý trị liệu toàn thân cho ông cụ thì anh đã truyền một luồng chân khí vào cơ thể ông ấy, đặc biệt là vị trí phổi của ông ấy. Trong tích tắc, phổi của ông cụ sẽ hoạt động tốt lên nhưng sau đó sẽ từ từ trở nên kiệt quệ. Lê Văn Vân bình tĩnh nói khó trách vì sao tôi lại thấy rõ ràng xương cốt của ông cụ vẫn còn rắn chắc nhưng sao cứ mãi ho khan như thế. Ngay khi lời nói của Lê Văn Vân thốt ra thì đột nhiên vẻ mặt của hứa giang biến đổi dữ dội. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, nhóc con, đừng nói năng lung tung. Nói xong anh ta nhìn Hoàng Hân và nói, Hoàng Hân, chẳng lẽ cô không tin tôi sao? Tôi đổi với cô có tốt hay không chẳng lẽ cô không biết sao? Mấy năm nay, tôi đã theo đuổi cô rất lâu, tuy rằng cô không đồng ý nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi mà mỗi lần tôi đến đây tập vật lý trị liệu cho ông cụ tôi chưa bao giờ tính một xu các bạc nào cả tôi lấy lòng người nhà của cô còn không kịp tại sao lại phải hại ông ấy chứ đúng là bởi vì anh thích hoàng hân nhưng ông cụ lại không thích anh lúc này hoàng thi kỳ mới đứng lên nói vì vậy mà anh muốn hại chết ông cụ sớm hơn một chút tôi nói có đúng không trong lúc nói chuyện cô ta đã đứng dậy và đi ra chỗ cánh cửa nhằm chặn không cho hứa giang có cơ hội chạy trốn hứa giang ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cậu không phải là người tốt rồi lúc này hoàng tông thực đã đứng lên ông ta nhìn hứa giang và nói quả nhiên cậu có lòng giả xấu xa còn không mau cút xéo cho tôi từ nay về sau cậu không được liên hệ với hoàng hân thêm một lần nào nữa đâu hoàng hân cũng tin vào lời nói của lê văn vân một cách vô điều kiện Cô ta nhìn về phía Hứa Giang nói, "Hứa Giang, anh thật quá đáng." Nói xong, cô ta vội vã đi đến giúp đỡ Hoàng Tông thực. Vẻ mặt Hứa Giang trở nên ảm đạm, anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt thật sâu rồi sau đó xách hộp dụng cụ y tế ra ngoài cửa. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày nói, "Tại sao ông không giữ anh ta lại?" "Bỏ đi, thầy của cậu ta là bạn cũ của tôi. Khi còn trẻ, người bạn cũ của tôi đã có ơn với nhiều người." ông ấy có địa vị rất cao ở Yến Kinh, còn tên hứa giang này lại là người học trò được ông ấy yêu thích nhất. Hiện tại tôi không có gì đáng ngại lắm nên nếu cứ tiếp tục làm ở Mỹ chuyện này lên thì sẽ không tốt cho bất cứ ai cả. Hoàng Tông thực xua tay và nói. chương 360, rất là vui đó. Cứ đi xem thử, biết đâu lại thu hoạch được điều gì bất ngờ thì sao. Lê Văn Vân cười cười. Nói. Nhưng tôi nhớ không làm thì điều kiện vào sòng bạc ngầm đó vô cùng khắc nghiệt, nếu không có người quen thì không được đi vào hoàng thi kỳ cau mày nói tốt 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 đúng lúc này điện thoại di động của lê văn vân vang lên lê văn vân cầm lên xem và phát hiện đó là cuộc gọi của hoa hồng đỏ gọi đến khi hoàng thi kỳ nhìn thấy tên của người gọi đến thì cong môi lên rõ ràng là cô ta không có ấn tượng tốt với hoa hồng đỏ sau khi trả lời điện thoại lê văn vân không cho hoa hồng đỏ có cơ hội để chiêu chọc bản thân mà anh mở miệng nói ngay có chuyện gì thì nói ngay ai ra sao mà anh hung dữ như vậy hả từ chối tình cảm của tôi mãnh liệt như vậy sao anh khiến tôi hơi kích động rồi nên nói cũng không rõ ràng được nữa nè hoa hồng đỏ nói một cách lả lơi mẹ nó lê văn vân không ngờ hoa hồng đỏ còn có chiêu này anh càng khẳng định chắc nịch hơn rằng những tên sát thủ này đều là những kẻ có tâm lý biến thái tất cả đều có những sở thích khác nhau hoa hồng đỏ nếu cô lại tiếp tục trêu chọc Lê Văn Vân của tôi thì cô có tin là tôi sẽ xông tới Lâm Hải giết chết cô không? Hoàng Thị Kỳ nghe thấy những lời nói đó của Hoa Hồng Đỏ thì ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hoa Hồng Đỏ sướng sờ hỏi, cô là ai? Cô ấy hả? Cô ấy từng là thành viên trong tiểu đội của tôi. Cô cũng có thể gọi cô ấy là người gác đêm số 2, Lê Văn Vân khẽ cười rồi nói. Hoa Hồng Đỏ im lặng, một lúc sau cô ta mới nghiêm túc nói, được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính vậy chuyện thứ nhất là chuyện của nhà họ Vưu, ước chừng trong thời gian ngắn nữa sẽ tuyên bố phá sản. Hoa hồng đỏ trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp, chuyện thứ hai, bùi nghinh tùng sắp xuất hiện rồi. Hả, cặp lông mày của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Trong trận chiến ba năm trước, dòng họ đem si có tham gia hay không cũng không sao, hay những người khác có tham gia vào trận chiến cũng chẳng hề gì. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn chính là Ha Lan Sơn. Lê Văn Vân sẽ luôn nhớ mãi về cái chết của số 7 và đòn chí mạng đó chính là đã bị Hạ Lan Sơn chém. Nghe vậy thì hơi thở của Lê Văn Vân trở nên rồn rập hơn một chút. Hoàng Thị Kỳ đang đứng ở bên cạnh anh nghe thấy thế cũng lóe lên một ánh nhìn lạnh băng. Khi nào và ở đâu? Lê Văn Vân hỏi. Tôi không biết cụ thể như thế nào. Ông ta chỉ nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị đón tiếp ông ta bất cứ lúc nào, nhưng khi tôi liên lạc lại thì không liên lạc được nữa lần sau nếu ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ nghĩ cách để dẫn dụ ông ta đến yến kinh hoặc báo cho anh biết vị trí cụ thể của ông ta hoa hồng đỏ nói được lê văn vân thở phào nhẹ nhõm sau đó anh cúp điện thoại người trong thế giới ngầm giường như ngày càng di chuyển thường xuyên hơn lê văn vân nhíu mày rồi thở dài nói có thể chúng ta sẽ sớm trở lại người gác đêm hoàng thi kỳ nhíu mày nói không báo được thù thì tôi sẽ không trở lại trong khi họ đang nói chuyện Hoàng Gia ra lặng lẽ thò đầu ra khỏi cánh cửa phía sau rồi thận trọng chui ra ngoài. Khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, "Anh Vân, hai người còn chưa đi sao?" Lê Văn Vân nhìn anh ta mà thích thú cười hỏi, "Cậu đây là lại dự định đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm phải không?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.